Con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu thơ tiếp theo ở trong chương Hiếu. Đi phải thưa, về phải trình. Khi chúng ta đi đâu ra ngoài, chúng ta phải báo cáo với cha mẹ, gọi là đi thưa đấy. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Ngày xưa chúng ta có cái bài hát này: thưa cha mẹ, con đi sang nhà bạn Hùng một chút ạ. Thưa cha mẹ, con đi sang nhà bạn Đức Minh ạ. Con đi sang nhà bạn Khôi Nguyên ạ. Ví dụ thế. Con phải nói rõ là các con đi đâu. Đi phải thưa, để cho cha mẹ biết là chúng ta đi đâu, để giúp cho cha mẹ chúng ta không phải lo lắng. Khi mà chúng ta về thì chúng ta cũng phải trình báo với cha mẹ. Thưa cha mẹ là con đã về. Con đã đi, con đã về rồi. Cái mục đích của cái việc đi thưa về trình, cái đầu tiên đấy phải nói tới đó là khiến cho cha mẹ chúng ta yên tâm, không phải lo lắng cho chúng ta. Không biết là con đi đâu cả thì cha mẹ rất lo lắng. Cái thứ hai nữa là cái việc đi thưa về trình nó giữ an toàn cho chúng ta. Bởi vì như hôm qua thầy có nói là trong tâm cha mẹ lúc nào cũng có chúng ta cả. Lúc nào cũng lo lắng cho chúng ta. Cho nên là khi mà không thấy chúng ta ở đâu cả thì bao giờ cũng vậy, không biết là nó đi đâu rồi, nó làm cái gì, nó ở đâu, thì cha mẹ rất là lo lắng. Nên chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta báo là chúng ta đi đâu thì cha mẹ sẽ biết là mình đi đâu. Nhỡ may trong trường hợp mà các con báo mà xin đi 30 phút mà đến 35 phút mà các con chưa về, 40 phút mà vẫn chưa về thì cha mẹ bắt đầu cảm thấy nóng ruột rồi, cảm thấy lo lắng rồi. Mà sao bình thường nó đi, nó bảo 30 phút là nó về ngay, mà sao hôm nay 35 phút rồi vẫn chưa về, 40 phút rồi, quá 10 phút rồi vẫn chưa về, không biết là nó có làm sao không. Vậy thì cha mẹ sẽ biết các con đi đâu, bởi vì chúng ta đã đi, đã thưa rồi mà. Biết đi đâu thì sẽ thông tin liên lạc ngay để xem là có việc gì mà sao con chưa về. Các con biết là có nhiều trường hợp mà nó xảy ra những cái sự việc mà bất trắc ấy. Các con bị hỏng xe này, nhẹ nhàng thì bị hỏng xe này, bị ai đó bắt nạt này, đúng không? Đấy, thì cha mẹ biết ngay là để xử lý ngay, để giúp chúng ta ngay. Rồi bây giờ có những trường hợp nó phức tạp, đi ra ngoài mà không cẩn thận là bị người ta rủ rê lôi kéo, chúng ta đi đâu cha mẹ không biết. Mà nếu như mà các con không đi thưa đi trình ấy, cha mẹ không biết đi đâu thì các con xem làm sao có thể kịp thời ứng phó được. Cho nên khi mà chúng ta đi thưa về trình là giúp giữ gìn cái sự an toàn của chúng ta. Cha mẹ không lo lắng là cái đầu tiên, cái thứ hai là giữ gìn cái sự an toàn của chúng ta. Cái thứ ba là khi mà chúng ta đi thưa về trình, tự nhiên nó giúp cho chúng ta có một cái kỷ luật. Chúng ta không có tùy tiện. Thầy nói ví dụ như là các con xin ra nhà bạn Minh Tiến chơi chẳng hạn. Vậy thì lúc này có bạn Hùng, bạn Đông gì đấy, bạn rủ đi chơi thì mình nhất định mình không đi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã xin là mình đi sang nhà bạn Minh Tiến rồi. Và bây giờ lại có một người lại rủ mình đi sang một nơi khác chơi đấy. Thế nhỡ may mà cha mẹ gọi thì biết gọi mình như thế nào. Cho nên là trong vô hình tự nhiên tạo ra cho chúng ta một cái kỷ luật. Tức là mình không tùy tiện vượt rào, mình không tùy tiện vượt qua những cái chuẩn mực, bởi vì mình đã xin rồi. Trường hợp mà chúng ta muốn sang nhà bạn khác thì phải quay trở lại xin với bố mẹ, bố mẹ cho phép chúng ta mới được đi, còn không thì chúng ta không đi. Thì đấy là cái quy củ đấy các con, nó giúp cho chúng ta hình thành một cái kỷ luật, không tùy tiện, không có cái nếp sống tùy tiện. Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Vậy thì rất là nguy hiểm cho mình. Và tương lai chúng ta cũng hình thành một cái tính cách tùy tiện. Nhất là khi mà chúng ta đang còn nhỏ. Mọi hoạt động của chúng ta, thầy hy vọng là nó sẽ được nằm trong cái sự kiểm soát của cha mẹ của mình. Để cha mẹ chúng ta kịp thời uốn nắn, xử lý những cái tình huống bất trắc. Đây chính là cái việc mà đi thưa về trình. Để mà nói thì khi mà chúng ta yêu thương cha mẹ, kính trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ thì cái việc đi thưa về trình nó tự nhiên nó hình thành.
chứ chúng ta không có tùy tiện. Đi chơi ở đâu, làm gì các con phải xin cha mẹ. Cha mẹ cho phép thì chúng ta mới được đi. Chứ không phải là chúng ta vừa xin chúng ta chân chúng ta vừa chạy. Cha mẹ chưa kịp cho phép, chưa kịp nói gì cái là chúng ta đã đi mất hút rồi. Như thế là cái hành động như vậy có thể nó gọi là hành động bất kính, không có lễ, thiếu lễ đối với cha mẹ. Hoặc là để cụ thể hơn ấy, thì khi chúng ta xin đi thì các con phải nói rõ là con xin đi từ mấy giờ, thì mấy giờ con về, phải nói rõ địa điểm là ở đâu, chơi với ai, chơi cái gì, hoặc là đi sang đó để làm gì, là phải rõ ràng. Càng rõ càng tốt, mục đích là để giúp cho cha mẹ mình yên tâm. Cha mẹ lúc nào cũng biết là mình ở chỗ đó, làm việc gì đó, đến mấy giờ thì về. Rõ ràng như thế, là đi thưa, đi là phải thưa báo. Khi về thì cũng phải nói với cha mẹ là con đã về rồi, để cho cha mẹ yên tâm, kiểm soát xem là mình có đúng thời gian không. Đấy, có nhiều bạn là đi không thưa, về cũng không trình, lâu dần nó thành thói quen các con, nó thành một cái thói quen không tốt. Đấy, có nhiều lần cái bài này chúng ta cũng đã học nhiều rồi. Thầy có nói với các con ngay từ bé, nhà thầy có hai anh em thôi mà tính cách là nó khác nhau. Thầy đi đâu thầy cũng xin phép bố mẹ hết. Ở đây không biết là có nhiều bạn trên lớp thế này, các con đã hình thành cho mình cái thói quen này chưa? Nhưng mà gần như đi đâu thầy cũng xin phép bố mẹ. Con đi sang chỗ này, con đi sang chỗ kia, mà đến lúc nó thành thói quen mà mình không xin phép, mình cảm thấy rất là khó chịu, cảm giác rất là mình thiếu cái gì đó, không yên tâm, bản thân mình không yên tâm. Bởi vì mình chưa xin phép bố mẹ, chỉ sợ bố mẹ ở nhà lo, biết mình đi đâu. Nó thành thói quen như thế. Còn chú em thì lại ngược lại, đi nó cũng không hay xin, về cũng không trả. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời chúng ta, cái sự ngoan ngoãn lễ phép của mình nó cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Chính vì thế cho nên mình mới gặp văn hóa truyền thống, mình mới có cảm xúc học tập. Còn cái, tất cả những hành động chuẩn mực của chúng ta đều có sự đền đáp rất là xứng đáng. Đi ra ngoài không phải cha mẹ mình, khi mà mình chịu sự quản thúc của một người nào đó, ví dụ như thầy cô chẳng hạn, hoặc là có đôi khi chúng ta đi thi này, đi tham gia các cái hoạt động nhóm, hoạt động chung của đơn vị nào đó thì sẽ có người quản lý mình. Bất cứ các con đi đâu chúng ta cũng phải xin phép. Bởi vì có nhiều lần thầy dẫn nhiều bạn đi rồi, đi đâu không hỏi, đến lúc mà tập thể cần không biết tìm chỗ nào, không biết là bạn này đi đâu rồi. Nên nó tùy tiện, nó thành thói quen mà không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân mình mà còn ảnh hưởng tới cả tập thể. Bởi vì đi không biết đi đâu, gọi không biết gọi chỗ nào, rất nguy hiểm nó gọi. Cho nên cái việc đi thưa về trình mà hình thành để chúng ta một cái chuẩn mực, cái lễ nghi vô cùng cần thiết, nó phải thành thói quen của mình, không chỉ đối với cha mẹ, mà đi ra bên ngoài chúng ta cũng phải có cái thói quen này, để giúp cho mọi người xung quanh chúng ta cảm thấy có niềm tin đối với mình. Riêng cái bạn này đi là yên tâm, rất là quy củ, không có tùy tiện. Người ta sống quy củ, người ta cực kỳ sợ những người tùy tiện, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích nói gì thì nói, tùy tiện như thế người ta rất sợ. Cho nên câu thơ này nhắc chúng ta là phải cẩn thận trong cái việc là đi thưa về trình, phải hình thành ngay cái tính cách, cái thói quen này ngay từ khi còn ở với cha mẹ, để giúp chúng ta có một thói quen tốt, không để cho người khác phải lo lắng, để giúp cho chúng ta sống có quy củ, sống có quy luật, không được tùy tiện. Thì đây là một vài những cái ý nghĩa của câu thơ này, thầy cũng phép nhắc cả lớp như thế. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nhá.